không phải bình xăng ngay này. Bình chen ít rồi mà về nện cái đầu nó hư, nện đúng nện thì làm sao mà hư được. Hello, em xin chào mọi người. Em mới dạy xong khóa học em làm bình xăng con. Dạ, xăng con. Đây, chẳng giấu với mọi người, mới dạy xong. Và bây giờ em sẽ live stream với nước tẩy cho anh em này. Em mới dạy xong này. Thấy không? Đấy, đây, bộ đồ nghề đơn giản thôi, không bao giờ dùng mũi khoan. Đây. Mọi người nhìn thấy vip không? Tuyệt vời, đẹp không mọi người? Rồi, thì đầu tiên bản thân anh em hay bản thân Đình Tuấn cũng vậy thôi. Đầu tiên ngày xưa mình mua rất nhiều loại thuốc tẩy này, trăm mấy chục ngàn không, về nhà hầu như nó không được theo ý của mình. Nhiều cái chai này mình chưa mở ra luôn, nào để bụi luôn này, chút xíu à. Đó, đây, đỏ đỏ đen đen vàng vàng đấy, mình vẫn còn. Bản thân anh em ai cũng vậy, mình hiểu. Thì cái nước tẩy này nó chẳng đáng bao nhiêu tiền cả. Nhiều lúc thật sự anh em bị người ta bẫy, hoặc người ta bán trên mạng quảng cáo như kiểu đúng rồi. Thì bây giờ mình bán cái nước tẩy, có rất nhiều anh em thắc mắc có phải được như vậy không. Thì mình ở đây mình bán cho người ta, anh em chụp hình cho mình, mình đưa lên mạng, và đồng thời mình ở đây làm cái trực tiếp và cái thực tế rồi. Thì mình chẳng bao giờ lên trên mạng để bán cái chai thức tẩy này để lừa 10.000, để lừa mọi người cả. Bản thân mình cảm thấy dùng được mình mới bán. Đó, mình kiếm thêm một chút xíu thôi. Đấy, đặc biệt những anh em của mình đáng lẽ mình dùng cái này mình chỉ có bán cho anh em mình thôi. Nó kèm theo những toa hàng. Đó, nó kèm theo những toa hàng. Đây, thức tẩy mình mua trên mạng ngày xưa mình còn này. Mình cũng như các bạn bị lừa rất nhiều, nhưng không phải lừa về nhiều tiền, bởi vì nó chỉ có trăm ngàn, mấy chục ngàn, hơn trăm ngàn, nhưng thật sự dùng không đạt. Đó, mọi người hiểu không? Cái làm xăng em sẽ tính sau cho mọi người. Bây giờ em đang cháy hàng, nói chung là đồ làm xăng bây giờ em không cung cấp kịp cho anh em được. Thì tí nữa em sau cái buổi livestream này em sẽ nói sau. Anh em cho em cái chia sẻ nè, cho em cái chia sẻ.
Đấy, mọi người bấm cho em cái chia sẻ để em nói cho nó đầy đủ trong cái chi tiết. Bấm. Bấm nhỏ volume lại. Giảm nhỏ âm lượng lại thôi là được rồi. Để Tuấn quay mặt lại nói chuyện mọi người luôn. Ai cũng vậy. Chúng ta mất rất nhiều tiền ở trong cuộc chơi công nghệ, hoặc là mua phụ tùng, hoặc là mua đơn giản cái nước tẩy rửa này thôi. Thì nhiều lúc ở nơi này quảng cáo, nơi kia quảng cáo, ở chúng ta cứ tin. Thứ nhất là một chai 100.000, rồi tiền ship cóp khoảng 30-40, về nhà làm chẳng có hiệu quả. Xịt mà chúng ta phải lấy tất cả những cái dùng cái nội lực tẩy để chúng ta cà lốc, cà trong dầu nhớt. Hay là bản thân cái dầu nhớt vừa rồi thì Tuấn bán, nhiều người chẳng ai tin cả. Bởi vì nghĩ sao một cái nhớt ở trong một cái động cơ, nó được đóng rất nhiều nhớt ở trạng thái khách hàng ít thay nhớt, và cái nhớt lúc này nó không còn cái chất lượng bôi làm trơn động cơ, bôi nhờn trong ấy nữa. Thì trong động cơ đồng thời nó được đốt cháy hoàn toàn, nóng, ở nhiệt độ rất nóng, và đồng thời khách hàng quên thay nhớt, nó sẽ dính ở trong tất cả những cái lốc máy. Đấy, thì mình cũng như anh em, mình mua về nhà mình mua các loại, nhưng về nhà mình phải dùng cái cọ, cọ sắt để mình tẩy, và lúc này cái lốc nó sẽ bị chảy chảy một chút xíu ở bên trong. Thì bên trong chẳng có vấn đề gì cả, chúng ta làm sao sạch để lúc này chúng ta lắp động cơ vào để nổ nóng lên, để chúng ta xả nhớt ra, nó được nhớt hoàn toàn như những cái dòng xe mới xuất xưởng ở trong hết về. Ai cũng vậy thôi. Bây giờ mình rửa xăng đấy, thứ nhất là nó bay mùi thì không nói rồi, anh em mình thợ tiếp xúc với xăng dầu nó quen rồi, cái vấn đề đó mình sẽ phép bỏ qua. Mà thứ nhất là nó rất lâu, nó không thể nào tẩy trắng bên trong ấy được. Đấy, bản thân ngày xưa mình làm máy rất nhiều, nhưng dạng này mình ít. Đấy, thứ nhất là mình bỏ bê khách hàng. Mình vấn đề là ở cái vấn đề là kinh doanh, việc nhỏ nhỏ, kiếm được chút chút tiền. Nói chung là nó khỏe hơn ở sửa xe. Và đồng thời mình đã giao hai cửa hàng này cho anh em thợ ăn chia hết rồi. Cái nào khó thì mình mới làm, hoặc là anh em thợ nào có ban tới đây mình mới xử lý. Còn đa số mình ở trên mạng và đi làm ba lô đất nhỏ nhỏ linh tinh. Đấy, nói chung là bỏ vốn ra thì đương nhiên phải có lợi nhuận. Thì mình cũng như anh em thì vô tình mình lấy được cái này, thì nhiều anh em bảo ừ Tuấn ơi lấy về bán xỉ, đi dùng on lắm. Đấy, mình đưa cho dùng thì ok thì mình mới bán. Mình bán ở đây thì nói chung nó cũng rẻ. Thật sự mình phải thức đêm thức khuya ra để mình đón xe để mình trở về đây. Nhiều lúc các bạn có thấy không, mình thức tới 2 giờ mình ship hàng, 1-2 giờ, 3 giờ mình phải ra ngoài kia đón xe, nó vứt ở ngoài đường kia. Đấy, vợ con thì nó ngủ, mình đâu gọi dậy được. Thì tối mình phải chở 4-5 chuyến, một vài cái thùng to, mình phải xé nhỏ ra, mình chở túc tắc nó về. Thì mình bán cho anh em, đa số là những anh em nào quen học online của mình thì mình bán thôi. Thì có nhiều anh em vào cứ bảo một chai để dùng thử. Đình Tuấn dám lấy cái tên của tay ga Đình Tuấn ra bán mọi người. Nếu mọi người dùng thật sự, Đình Tuấn bán lời khoảng 10.000 cho 15.000 đi, chưa kể tiền ship tới đây không sạch. Các bạn chỉ cần bảo Tuấn ơi, nói câu thật nặng vào, mày lừa ăn. 5 phút sau chỉ cần số tài khoản không thiếu 1.000 mình sẽ bán cho mọi người. Đó. Còn tất cả anh em lấy một chai mình không thể nào ship được. Nhiều anh em đặt đơn có một chai, thật sự mình không ship. Thứ nhất là cuốn hàng này mình không ship được. Anh em bảo thử để lần sau lấy, mình cảm ơn những tấm lòng của anh em, nhưng một chai mình không thể nào ship được. Trừ khi là những anh em của mình lấy những cái toa hàng, ừ Tuấn ơi cho mình một chai vào trong đó thì ok ngay. Còn những anh em bây giờ trên mạng anh em mới biết mình, anh em lấy một chai, thật sự mình không ship được. Đấy, lúc chiều nay mình đăng rất nhiều trong những cái tin nhắn rất nhiều. Tuấn ơi một chai, hai chai. Cái chai xăng đó thì chỉ có 60k thôi, còn anh em mua lẻ 70k. Đấy, em sẽ nói như mọi người như thế này. Đây, bản thân thì Tuấn mua về nhà chưa dùng. Rồi hôm nay mình nói cái này lên. Thì tùy theo, cái này là mình bán cho mọi người, cái nước màu xanh này tùy theo vào trạng thái lốc. Tùy theo ở khu vực chúng ta đang ở, nếu mà cái đầu nó cứng rắn thì chúng ta cứ vậy chúng ta xịt trực tiếp.
Nếu mà những cái lốc nó đẹp thì mọi người phải pha chế. Một bình này mọi người pha được 3 đến 4 bình. Thì đầu tiên mọi người rót ra một chút xíu. Mọi người pha với nước, mọi người xịt vào. Cảm thấy nó đủ đô là mọi người chơi. Còn nếu nó mặn quá mọi người tiếp tục pha nước vào, nước lạnh. Còn nếu nó loãng quá mọi người lại đong thêm vào một xíu. Có thể một chai này mọi người rửa cái lốc xe ga ở bên ngoài nhá. Một chai này mọi người có thể pha được 3 chai. 60 ngàn. Mình ở đây chẳng bao giờ phải lên trên mạng để lừa mọi người ở một cái chai nước tẩy này làm cái gì. Mình chẳng bao giờ bán cái này, mình cảm thấy mình xài được. Mình mới bán cho anh em. Nên anh em đừng có nghĩ rằng sợ. Đúng, anh em bị nhiều hay bản thân mình bị nhiều mình biết. Anh em sợ, sợ lừa. Nếu anh em đã sợ thì tốt nhất anh em không có mua. Một chai này mình không thể nào mình bán được. Bởi vì mình không có thời gian luôn để đón những cái toa hàng, những anh em xếp lẻ tẻ một chai. Và mình cảm ơn tất cả những anh em đã luôn đồng hành và tin tưởng mình. Một chai mình không bán được. Nếu mà các bạn đi kèm cái gì đó mình xếp bình thường. Chai này là tẩy bên ngoài. Ở đây cũng ghi cho anh em rất rõ ràng. Một một là có nghĩa là những cái xe Dreamway Trung Quốc chúng ta ở trên vùng cao Gia Lai, đất đỏ, một một chơi trực tiếp. Còn nó đẹp thì mọi người chơi 1-2, 1-3. Còn những cái dòng xe tay ga thì mọi người chơi 1-4 hoặc là 1-5. Nên có 60 ngàn, Tuấn biết là nhiều anh em bị lừa, nhưng thật sự anh em vẫn còn tiết kiệm. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có sửa xe, không sửa xe chúng ta tẩy xong chúng ta nghỉ nghề. Đúng không? Chúng ta còn làm mãi mãi cuộc đời, cái này mình không lừa các bạn. Chỉ cần các bạn tẩy, nó không sạch. 60 ngàn, mới 30 ngàn tiền ship mình trả hoàn đủ cho anh em. Không bao giờ lên trên mạng để lừa bán cái nước tẩy này lấy 10 ngàn một chai. Mất danh dự của Lý Tuấn lắm. Mà chẳng bao giờ gọi là từ giàu. Chẳng qua mình làm được thì mình mới chia sẻ anh em. Mình cũng kiếm đồng ở trong này mua cốc nước uống thôi. Còn để bán cái này để mua được nhà lầu xe hơi thì chỉ có nằm mơ giữa ban ngày. Và chai này cũng vậy. 90k. Đó. Nếu mà tẩy bên trong ấy, anh em cứ tưởng là những cái này là anh em cứ tưởng là dán vào để lừa gạt anh em. Không có. Đó là mình chia sẻ những anh em nào không phải anh em của mình. Và những anh em nào hồi giờ chưa biết mình cứ sợ mình lừa. 90 ngàn, 30 ngàn tiền ship là 120, mình trả đồ cho các bạn 150, nổ tài khoản trong vòng đúng 5 phút. Tuấn ơi, mày lại lừa tao. Mày lên trên mạng mày quảng cáo hay mày nói ngon nói ngọt nhưng tao tẩy nhớt không ra, trả luôn tiền cho các bạn. Phát một được chưa mọi người? Chứ mọi người đừng có nhìn những hình ảnh này mọi người cứ nghĩ rằng là mình xạo. Nhiều người anh em bảo liệu có được như thế này không, liệu có được như thế này không? Cái này là thực tế. Chẳng lẽ mời các bạn tới mình làm cho các bạn, mình đã làm tới mức độ như thế này rồi. Ok. Rồi. Như này anh em lấy tiền được rồi gì nữa. Nó đen thùi lùi ấy mà. Ok chưa? Đó. Còn mình đã chụp mình đưa lên trên này rồi. Nó hoàn toàn là nó là ok. Đây là mình chia sẻ cho anh em nào hồi giờ chưa biết mình thôi. Còn xài của mình rồi. Thì chẳng có gì phải lăn tăn cả. Chẳng bao giờ lừa đảo ba cái nước tẩy này làm cái gì. Đúng không mọi người? Rồi. Đây. Này lừa anh em, cái này là anh em mà. Cái này của anh Thái em. Anh ấy mua của mình về nhà anh tẩy. Thì anh ấy gửi cho mình. Đấy. Coi như là cái phản hồi của anh ấy bảo thành công. Thì mình chụp mình đưa lên. Nhiều anh em cứ tưởng là cái này là xạo. Đấy. Đấy, cứ tưởng là xạo. Cái này là tự bản thân mình tẩy luôn. Anh em nghĩ rằng mình lại tiếp tục dùng cái hóa chất khác. Xong lên trên này lừa đảo anh em. Mình lừa làm cái gì nước tẩy anh em. Này. Mình lừa làm cái gì nước tẩy. Giàu gì nước tẩy. Chẳng qua anh em mình bán thì mình kiếm có đồng. Về nhà anh em mình bảo nhau. Đấy, rửa cho nó nhàn nhạ. Lấy cọ xịt vào bôi nhẹ cái. Lấy máy rửa xe xịt phát nó ra hết.
Xong rồi phơi nắng hoặc đồng thời lấy khò khò khô ở trạng thái viên bi này, bỏ nhớt vào cho khỏi sét, để chúng ta tận dụng lại tất cả những viên bi, bi gen còn đẹp hoặc là bi hộp số. Được chưa? Đây. Xịt khô cho nhớt vào để chúng ta giữ lại được những viên bi hộp số. Đấy. Đấy, nhớt này nó cứng đầu cái này, chạy hết nhớt luôn, lột gen luôn. Mà nó đẹp như thế này. Đó thì mình chỉ chia sẻ ngắn thôi. Rất mong anh em không phải là mình khó chịu gì. Một chai này mình không ship đâu. Đó, không có thử. Đấy. Mình bán thì không cần phải thử đâu. Đấy. Không cần phải ship một chai này đâu. Chai này mình không ship đâu. Trừ khi anh em nào thân thiết với mình mới ship. Đấy. Nói chung là cái này mình về có kịp bán đâu anh em. Nhiều anh em của Đình Tuấn cứ dùng một lần ok. Xong mọi người cứ bảo 5-7 chai, 5-7 chai. Đấy. Tối nay nữa là ship, ngày mai chẳng còn chai nào luôn. Đó là cái gì mình thật thì mình chia sẻ. Cái thật nhất mà mình làm. Đấy, còn anh em nào dùng thử chắc anh em sẽ biết. Đấy, còn tất cả anh em nào ok tin tưởng truy cập vào cái Zalo hoặc là Messenger, Facebook Tega Đình Tuấn. Đấy. Sắp tới mua con bán tải chuyên chở nước tẩy rửa và trung chuyển ở Tega Minh Võ sẽ ra ship em nửa chai. Còn những anh em của Đình Tuấn nửa chai mình cũng bán. Đó. Bởi vì hồi giờ anh em mình đã qua có lại rồi thì nửa chai mình cũng ship. Anh em hiểu không? Nửa chai mình cũng ship. Còn những anh em nào đừng có thử hoặc là nhắn tin cho mình ở liệu cái này có ok hay không. Mình đã viết một cái comment ở trên đấy rất đàng hoàng. Nếu anh em nào tẩy không sạch, mình gửi luôn 5 triệu uống cà phê. Đấy. Nếu anh em nào hồi giờ chưa biết tính của Đình Tuấn, nó phải chất như vậy. À, chiết ra mưu bán thuốc hoa như kiểu huấn hoa hồng. Thì anh em nào yêu mến truy cập vào cái Zalo cho em cái địa chỉ đầy đủ. Rồi, ship. Ok chưa? Đó, vấn đề là hôm nay em giải bày. Do lúc chiều em đăng ở đây này, Tega Đình Tuấn này, có rất nhiều anh em vào. Ở người thì cứ chai chai, lọ lọ. Rồi, giấu mọi người làm gì? Đây đúng không? Đó, thì lúc này khoảng 49 cái comment. Em ở trên này em ghi là giá 60k một chai. Ship 2 chai mình mới ship. Mình sửa lại rồi. Anh em về pha thành 3 chai tùy theo vào lốc máy sạch hay bẩn. Đặc biệt có hai loại. Một loại tẩy bên trong và một tẩy bên ngoài. Anh em cần thì inbox Zalo. Không sạch gửi 5 triệu cà phê. Mà nhiều lúc anh em muốn sợ mình nhiễm bom. À. Đấy, mình chụp cái này thì anh em cứ tưởng là nó ảo. Nó khổ trên đời này. Khi mà bị lừa rồi thì chúng ta lại tiếp tục bị sợ lừa. Nên anh em phải nhìn người để chơi. Nhìn thấy thằng này có dám bao hay không để anh em mình chơi. Đó. Thấy chưa? Này. Đấy, chẳng có cái gì cả. Công tử xe này, ôi giời ơi, gì đây? Công tử xe lại gắn thẻ, kê đơn thuốc, bốc chọc chọc ngoài ngoài, làm lợi xăng cho tất cả những dòng xe số Honda, Yaris, SUV. Còn cái lợi xăng này mình dám đảm bảo anh em này, mình ship không kịp. Đó. Và người sản xuất cái bình xăng này, cái đồ bét này bảo Việt Nam hồi giờ chưa ông nào lấy số lượng lớn như Tega Đình Tuấn luôn. Mình dám đảm bảo như vậy. Nó lên giới 50 triệu Việt Nam đồng. Nếu tính ra những cái bét này thì mọi người biết bao nhiêu ký. Đó, tiếp tục bây giờ. Tiếp tục. Cái xăng. Cái xăng này thì nó chẳng có vấn đề gì cả. Mọi người muốn ít tiền thì Đình Tuấn sẽ cung cấp cho mọi người cái này. Và bộ chọt. Được chưa? Chọt như thế này. Về nhà mọi người sẽ đi mua cái ống đồng, ống 6. Ra những tiệm điện lạnh, bạn bè hoặc là nơi nào đó, mọi người xin cho Đình Tuấn một khúc ống đồng, ống 6. Mọi người hoặc là mọi người mượn con dao cắt của người ta luôn. Mọi người cắt, mọi người làm như thế này. Thông số mình sẽ gửi cho mọi người. Đẹp không?
Đấy. Đây. Tuyệt đối không bao giờ dùng mũi khoan để khoan cho tất cả những bình xăng. Nếu các bạn muốn chọt ngoáy, đó là cái điều cấm kỵ, làm bình xăng mà để mũi khoan 0.6, 0.7, 0.8 các bạn khoan vào cái bình xăng thì có ngày an toàn. Còn cái này nếu các bạn biết xài, xài hết cả cuộc đời, xài tới khi nào chúng ta không còn chọt nữa thì thôi. Đấy. Có thể là qua bên kia biên giới, chúng ta một là để lại cho con cháu đời sau, hay là chúng ta có thể mang đi theo để qua bên kia chúng ta làm ăn, tùy. Không bao giờ gọi là từ hư. Bởi vì bình xăng nó rất mềm, rất non, rất dễ ngoáy. Và bình xăng mình dám đảm bảo mọi người, làm bình xăng không bao giờ gọi là từ hư. Làm bình xăng mọi người thích cấy cỡ kiểu gì thì cấy, không bao giờ gọi là từ để ngoáy, để hư bình xăng. Mình dám đảm bảo có tất cả những bóng đèn ở đây và có công tử xe từ Quốc Oai Hà Nội vào đây. Chọn bình xăng nếu mình dạy để mọi người hư, không phải là tay ga Đình Tuấn. Hư bình xăng nào gửi về đây. Bởi vì bình xăng không có gì cả mà để hư. Chúng ta muốn hai cái lỗ mũi này, chúng ta muốn bóp to bóp nhỏ tùy lỗ mũi. Thích to, thích nhỏ, nhỏ hơn nữa. Bét cũng vậy, Tuấn sẽ cung cấp cho anh em tất cả các loại bét để các bạn thay thế. Và có rất nhiều những dòng xe bét nó sẽ trùng nhau. Mình dám lấy cái cam đoan của mình ra bảo hành cho mọi người. Đấy. Thì anh em nào chơi mình biết rồi, nó phải là ngang và đồng thời phải thật. Chẳng có cái gì phải giấu giếm cả. Được lòng trước thì khỏi mất lòng sau. Đấy. Còn chơi công nghệ là khác nha. Máy móc mua bán lại không dùng là có lỗ. Đơn giản mình đeo cái nhẫn này vừa rồi mới quẹt một cái ra GNC nó làm cho phát hết 3.450.000. Chưa kể bán lỗ 20%. Chưa kể đeo hao mòn. Và những cái hột này nó bị xít mẻ. Còn tất cả anh em đừng có nói là mua con sờ bắt tuôn này bán lại sao lại lỗ như vậy. Chấp nhận. Đấy. Đây mấy triệu bạc quẹt nhẹ cái ra tiền hàn lại hai mũi tính 140.000. Tiền thêm vàng vào trong này bởi vì nó mỏng, mình loe lên một tí bởi vì nó chặt, tùy theo giá vàng. Và tiền công của người ta hết mấy trăm ngàn tiếp tục cái hột đó. Chưa kể bán lỗ luôn, lỗ 20%, ví dụ 100 triệu lỗ còn 80. Chưa kể hao mòn trong vòng hết 50 triệu còn 70. Cuộc chơi nó lại luôn luôn là như thế. Nếu chúng ta chơi vào cái công nghệ máy chẩn đoán gì đó, hay là điện thoại hay là đồng hồ gì, chúng ta phải mất. Còn cái làm lợi xăng này em nói thật, mọi người bỏ ra, mọi người về nhà chọt vài bình lấy lại tiền. Còn anh em muốn giá rẻ thì đây. Rồi mọi người về nhà mua ống đồng, ống 6, mọi người làm như thế này. Và cái này sẽ là ống xăng. Mọi người cầm vào cho tay mọi người đỡ phải nhìn thấy, ngửi thấy cái mùi đồng ở đây. Tiếp xúc tay và sờ vào đồng. Thì mọi người cầm cái cán này, mọi người quay, tôi chẳng có gì phải giấu mọi người cả. Để cho nó tay đỡ phải mùi mùi đồng. Ok chưa? Và bộ tài liệu này anh em nào cần cái cung cấp cái này, không học combo, giá cực rẻ. Về nhà anh em nhìn đây, tự pha thuốc, gọi là pha 19 muối mắm đủ lượng trong nồi canh. Nếm cảm thấy nó vừa với mình ăn là ok. Còn anh em nào cảm thấy ok muốn combo một bì này, mình chẳng lời bao nhiêu cả, coi như mình bỏ ra vài đêm hướng dẫn cho mọi người. Đây combo chọt hết chỗ này lấy tiền gấp mấy lần đó, thì anh em vui lòng liên hệ vào cái Zalo mình chia sẻ thật. Cái xăng này thời ngày xưa có người bóp giá 50 triệu, bóp giá 10 triệu, 25 triệu, 10 triệu. Bây giờ còn rất nhiều thằng vẫn đang bị bóp giá 5 triệu. Thì mình đứng ra dạy cho mọi người giá tuyệt đối rẻ. Và đừng có nói thần y nào làm lợi xăng này mình không biết cái gì. Bảo luôn ông đấy ra cái bình xăng hiểu bằng mình chưa. Thích thì mình cứ đấu một bình xăng, chơi một bình xăng. Chỉ đường xá chạy như nào, van cắt gió, e điện, bơm phụ chạy như thế nào. Đừng có nói là cái nghề này tôi nghiên cứu ra hay ông này nghiên cứu ra. Đấy, bởi vì do với anh em không biết thôi. Còn với Đình Tuấn nó khác hoàn toàn những người ta nghĩ. Đó, ok. Đấy, anh em nào cần cái này giá rẻ về nhà chúng ta chọn. Tự nhiên ngày hôm nay ế ế có bình xăng mang vào, phịch phát 250, đưa cho vợ ra ngoài chợ.
mua ít cá, ít thịt về nhà nấu ăn, bảo ôi giời em ơi, hôm nay vô tình lên trên mạng thấy Bình Tuấn live stream trong fanpage bất. Đấy, vô tình tham gia nó cái mua cái làm lợi xăng. Thế là trưa hôm nay ăn làm được quả, chiều ăn làm được quả, hai xe có 5 lít, vốn ăn bỏ ra khoảng 40.000, ăn kiếm được 460, đưa cho vợ, con cái ăn uống phải ngon không? Cuộc đời này tôi chỉ cần đơn giản là thế. Được chưa? Đấy. Xong. Còn anh em nào muốn giá rẻ thì ok, comment, lúc này đồ nghề đầy đủ hết rồi. Phút này là cung cấp đủ cho anh em giá rẻ, còn combo. Vào trong nhóm học, hiện tại đang là 45 anh em. Còn những anh em kế tiếp nhận được cái này, mười mấy anh em, 20 anh em vào khoảng 3 ngày sau, tiếp tục vào group, Tuấn lại tiếp tục hướng dẫn cho mọi người. Cứ như vậy là học, cứ ông nào vào trong nhóm lại được học. Ông trước học rồi, lại vào học tiếp trong group, trong Zalo. Đấy thôi, chỉ cần hy vọng rằng anh em hiểu, biết về nó, quán bình xăng là xong. Không bao giờ gọi là từ hư, chịu khó. Thế thôi, trên đời này chẳng có gì phải lăn tăn nhiều ạ. Đây. Nói thì bảo nhiều lúc anh em bảo nói quá. Đây, sang. Mình vừa chỉ xong. Đây, có ông ăn này ngồi đây luôn. Này. Tiếp tục bây giờ mình sẽ lên toa ship cho mọi người. Nhưng thật sự mình khó chịu về cái nước thải. Anh em không tin tưởng mình. Thì chỗ này chiều nay mình ship phát hết chỗ này luôn. Anh em nào năm tay còn hết luôn. Cái chỗ này tí nữa mình đảm bảo anh em là hết luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 lọ. Trên bàn một lọ nữa là 23 hết luôn. Cái này cũng cháy. Rồi anh em nào vừa rồi đặt thì nhanh tay vào Zalo giùm em nha. Rồi can này 4 anh em 4 can hết. Còn mấy chai này ít nữa là hết. Nhớt ở đây còn gần hết chứ huống chi là nước thải anh em. Rồi cái lợi xăng ở đây mình chẳng giấu anh em, chuẩn bị đây. Mình vào bì mới được có mấy bì này. 2 combo, 3 combo, 4 combo, 5 combo. Rồi em vừa cầm một cái combo ở đâu rồi ta? Rồi 6 combo. Được chưa? Đấy, bình xăng. Tiếp tục mình đang soạn thảo kế tiếp. Này cái này phải tính bằng bao tải nha anh em, bằng bịt bóng. Rồi tiếp tục. Được chưa? Tiếp tục đây mình đang phân giải cho anh em. Đó, tài liệu tất cả mình đã in sẵn rồi. Anh em mà muốn giá rẻ thì cần tự về nhà nêm nếm. Đây. Sao anh em làm cái gì đâu. Đấy, anh em nào muốn giá rẻ, có giá rẻ, muốn combo để về nhà kiếm tiền cho nó hoàn thiện, comment. Chẳng giấu giếm với mọi người cả, cuộc đời này thì Tuấn chơi bài tập là tẩy luôn. Đấy, cái này là những phong bì. Đấy, để những cái tài liệu cho anh em làm xăng. Nó đơn thuần thế thôi. Đó. Này, nó còn vài thùng dưới này nữa này. Rồi anh em nào mua đồ lẻ, anh em trong nhóm comment ngay. Phải comment đặt ngay lúc này biết đường mình soạn, nó mất công nó thiếu. Đây. Đó, về nhà bỏ ra chút xíu tiền kiếm đôi triệu cho nó nhanh. Đây, giấu giếm mọi người làm cái gì. Bảo nhau mà làm kiếm tiền thôi mọi người ạ. Thế thôi. Tuấn kiếm chúc, anh em kiếm chúc, mỗi người kiếm chúc. Mẹ bây giờ nó cứ bo bo giấu, mẹ bóp rái nhau thì cuộc đời này biết bao giờ chúng ta mới ngoi lên được. Thế giới này cần được ok hết. Đấy thì Zalo nhanh anh em vào trong group. Học là phải làm được chứ không thể nào mà lung tung. Ok. Để tất cả em có thể kiểm soát ở trong này kịp thì anh em phải truy cập vào cái Zalo, cần cái gì truy cập Zalo cho em. Cửu Hoàng em gửi cho anh tóc hẳn bây giờ luôn. Đây. Những anh em nào vừa rồi đấy thì em sẽ gửi luôn bây giờ và anh em sẽ vào trong nhóm. Đây. Ok chưa? Này.
Đây. Một đống này mọi người về nhà lấy dư vốn ngay. Đấy. Rồi còn anh em nào muốn tự chọt, tự ngoáy giá rẻ cung cấp cho bộ này. Cây này thì không cung cấp nha, cung cấp cho cây thôi nha. Đấy, còn que về nhà làm. Tay cầm về nhà làm. Này, ghi đẹp không? Này. Đấy. Rồi, cầm thế này, tỉ mỉ đưa vào và đồng thời thay đổi những cái vít lơ và sáo làm sao để cho nó điều hòa. Điều hòa ở đây có nghĩa là sao? Mình hướng dẫn cho mọi người cái bình xăng này nó chẳng là cái gì khó cả. Chúng ta nghiên cứu làm sao để cho gió là khí và xăng ở trạng thái lúc này hai thằng này nó gặp nhau, nó chẳng khác gì tình yêu vậy thôi. Đấy, một người con trai, một người phụ nữ gặp nhau đúng thời điểm nó sẽ làm cho thăng hoa nhất ở cuộc đời này, thì anh em chắc biết rồi, yêu và được yêu, và yêu nhau và ở bên nhau được mãi mãi. Bởi tin về lời thề đấy, yêu và yêu và được ở bên nhau tới mãi mãi, thì làm mình xăng này cũng vậy, thế thôi. Bởi vì chúng ta phải tính toán được thêm gió bớt gió. Thêm gió thì lúc này sẽ là gì? Khí vào nhiều. Thì lúc này nó sẽ là gì? Nó làm nghèo nhiên liệu. Thì chúng ta phải tính toán gió làm vừa phải để cho nó đủ giữa xăng và gió gặp nhau. Thì lúc này nó sẽ làm cái hỗn hợp ở trạng thái làm cho nó tơi, tơi để cung cấp vào trong bụng đốt. Nó chỉ thế thôi. Hoặc là bây giờ ngắt gió đi thì lúc này xăng nó vẫn phải cung cấp vào trong bụng đốt để nó được nổ. Nhưng trạng thái ở đây là gì? Xăng không được tơi. Có nghĩa là chúng ta nói dễ hiểu gọi là xăng cục. Đấy. Còn lúc này mà chúng ta chỉ có chiếm tỷ lệ gió vào khá là nhiều thì lúc này sẽ làm gì? Nghèo nhiên liệu. Và sẽ hướng dẫn cho mọi người tất cả những mặt nổ, galanti, mặt tăng tốc, đường gió chính, đường gió phụ, van cắt gió, e điện, và đồng thời sẽ là cái bơm phụ. Trong mình sang ngay thế thôi. Tất cả đường xá xa xôi có Đình Tuấn nằm ở trong group hướng dẫn cho anh em. Nó kể cả Attila này, nó có bao nhiêu cái lỗ, bao nhiêu cái ngắt, gió chính, gió phụ ở đâu, dù phụ ở đâu, phải moi ra bằng hướng cho mọi người. Và chỉ cho mọi người nó phải hoạt động như thế nào. Không thể là lung tung được. Mẹ không phải là cầm bình xăng này lên nói mồm thì bố ra nào học cho nó kịp. Hiểu không? ABC bờ cờ thì không được. Phải chỉ rất rõ gió đâu cấp vào sao chính, gió bao nhiêu và đường nào cấp vào bét phụ. Khi ở trạng thái chúng ta chạy ở 6 đến 7.000 RPM hạ ga đột ngột thì phải ngắt đường gió nào để làm gì? Khi xe có van cắt gió, vân 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 vân. Mọi người hiểu không? Đời nó là thế thôi. Đấy, còn anh em nào muốn rẻ combo này. Đấy, đây. Rồi, rẻ hơn nữa, có giá rẻ về nhà tự xử. Mỗi anh em mình tựa nhau kiếm mỗi người đồng thôi mọi người ạ. Mình hướng dẫn ra mọi người mình phải nói phút bọt mép ấy. Nghe những cuộc điện thoại chát lỗ tai đấy. Đấy, lấy của mọi người được vài trăm đấy. Đấy không? Để cho mọi người ok, mọi người lấy được tiền. Chứ không phải là phịt bán cho mọi người cái là rồi. Chia tay mọi người thì không có được. Nếu chia tay như mọi người như vậy thì không bao giờ có thằng Đình Tuấn ngày hôm nay tồn tại trên cái mạng Facebook. Nó chỉ là một thằng tay ga Đình Tuấn ở cái quê nghèo thôi. Chẳng có cái gì cả. Nhưng được nhiều anh em đồng hành và ủng hộ, kể cả phụ tùng hay bèo, nhất là cái nước tẩy này, người ta cũng tin tưởng. Mua về nhà không phí tiền. Đấy, nói cho nó có ok. Rồi, anh em có gì để lại comment ở phía dưới, em sẽ nói nốt. Đó, đêm này lại nghỉ xếp hàng, mệt thế. Nói to, nói lớn, nó mệt. Hả? Mai, sáng mai đây sớm chứ. Dạ.
À, Trần Đồng ơi, em vào cái Zalo giùm ăn luôn và ngày mai anh trả đồ cho em luôn nha em trai. Đây, em vào cái Zalo giùm ăn luôn, mai anh trả lời cho em luôn. Chú chưa thấy gửi hàng cho ăn mà. Ồ, Hoàng Nguyễn. Rồi, xin lỗi em trai nhé. Em sẽ vào Zalo, em sẽ kiểm tra lại liền. Bởi vì em chỉ có một người và không thể nào kiểm soát kịp. Rất mong anh em lượng thình và tha thứ cho nha. Đấy, cảm ơn tất cả anh em thợ máy luôn luôn đồng hành đấy cùng Đình Tuấn. Đấy, cảm ơn mọi người. Rồi, ấy thì anh em nào không sợ tốn ít tiền hoặc là sợ tốn tiền thì làm giá rẻ, đấy về nhà làm đấy, chọt ngoáy để lấy tiền. Đấy, để hôm nay chúng ta có một bữa cơm đấy, được có thịt, được cá để cho các cháu đi học buổi trưa về. Hôm nay bố mẹ ơi, hôm nay bố mẹ nấu cơm ngon thế, thì ăn cơm non thì các con được ngủ được một giấc và đồng thời tiếp tục buổi chiều tới tận trường. Lúc này nó được ăn no và ngủ kỹ thì lúc này nó sẽ có một cái đầu minh mẫn hơn, và đồng thời cô dạy A thì nó sẽ phải hiểu, dạy một thì nó phải là hiểu hai, bởi vì bố mẹ chăm sóc kỹ và nó có tư duy và tố chất tốt thì ok nhất ở cuộc đời này. Nên thì Tuấn chúc tất cả mọi gia đình, anh em, cộng đồng mạng, thợ máy hãy làm tất cả cuộc sống này vì con. Cuộc sống này chúng ta khổ bởi vì gia đình, cha mẹ, bố mẹ chúng ta sinh chúng ta ra nó không được may mắn, bởi vì luôn luôn chỉ là cho chúng ta đủ ăn hàng ngày, quần áo mặc, và chúng ta được lớn lên, được làm người, được lấy vợ, được sinh con. Hãy cố gắng nhất ở cuộc đời này làm cho chúng con của chúng ta sau này có cuộc sống khá giả hơn chúng ta. Đó, thế thôi, thì Tuấn chỉ là chúc như mọi người như vậy. Đấy, không có gì hơn. Và sau này con cái cho ăn học đàng hoàng, tới cái tuổi trưởng thành cho nó ít vốn, bảo nó cách làm ăn để tự động nó đi tiếp cuộc đời của nó, và sau này tiếp tục nó phải là lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái như anh em mình thôi. Thì cha mẹ mình sinh mình ra thì không có đồng tiền nào cả để cho mình. Có thể là không được cái móng nhà, không có cái lô đất, thì mình phải tự dựng, đi kiếm từng đồng từng ngàn để mua được cái lô đất. Rồi tiếp tục lúc này phải tiết kiệm hết khả năng, kiếm được đồng, được ngàn để làm được cái móng. Tiếp tục lại đi kiếm tiền tiếp để xây lên cái tường. Tiếp tục nhất để chúng ta đi kiếm được cái mái tôn. Xong này có tiền lại mới tô, sơn nước, mới tiếp tục có tiền lại sắm tivi nội thất trong nhà. Ví dụ bây giờ anh em, tất cả những anh em may mắn được sinh ra và lớn lên, được bố mẹ cho mình cái nhà, đấy, cho mình cái tiền, đấy, thì cái đó là cái cực kỳ là cái may mắn ở trong cuộc đời này. Đấy, còn ai cũng như Đình Tuấn, chúng ta sinh ra may mắn được sống cuộc đời này, bố mẹ chúng ta nghèo, không cho chúng ta được cái gì, thì chúng ta phải cố gắng để vươn lên, mua đất, xây nhà, sau này cho con cái. Điều đó là Đình Tuấn muốn gửi tới tất cả anh em nào thợ máy có cái cảnh cuộc sống như Đình Tuấn, sinh ra không được bố mẹ cho bất kỳ một cái điều gì ở trong cuộc sống này ngoài cái sự sống, nuôi cho lớn để sống, để nhìn thấy cuộc đời này ai là tốt ai là xấu để mà né, để mà học, được chưa? Đấy, mình chỉ biết là nhắn nhủi. Còn những anh em nào may mắn ở cuộc đời này sinh ra được bố mẹ cho đất, cho đai, cho tiền, cho cửa hàng làm ăn, mình chúc cho mọi người chịu khó phát huy thêm mạnh hơn nữa. Đấy, còn anh em nào có tình cảm như mình, cố gắng lên. Đấy, cuộc đời này chúng ta chỉ là thế thôi. Đấy. Rồi, clip livestream đến đây xin phép tạm dừng. Chào toàn thể anh em thợ máy. Anh em cần cái gì thì comment số điện thoại này 0909 755 993. Rồi, cần cái gì thì gọi trực tiếp để Đình Tuấn được tư vấn. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người hôm nay thứ sáu, ngày mai thứ bảy, cuối tuần. Chúc toàn thể đại gia đình anh em mình luôn luôn sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Thank you. Rồi, chúng ta cho nhau cái chào tay nhau để kết thúc.